Những ngày qua, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh nhận không ít sự công kích từ phía cộng đồng mạng liên quan tới khoản tiền 14 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào lũ lụt do Hoài Linh đứng ra kêu gọi, đang nhận được nhiều sự chú ý. Hoài Linh cũng đã lên tiếng rằng, số tiền đấy hiện tại nằm trong tài khoản của anh và anh sẽ sắp xếp thời gian để có thể trao tận tay số tiền này tới bà con. Trước sự công kích của khán giả, một số nghệ sĩ đã công khai lên tiếng bảo vệ cho đàn anh của họ. Trong đó, Hứa Minh Đạt là một trong những diễn viên hiếm hoi công khai đứng về phía Hoài Linh. Mới đây, Hứa Minh Đạt lại chia sẻ một hình ảnh chụp cùng Hoài Linh. Kèm theo đó, nam diễn viên cũng đăng tải một bài viết sưu tầm về triết lý sâu cay, ngầm thể hiện sự cảm thông và ủng hộ với danh hài. Cụ thể, Hứa Minh Đạt viết, hàng xóm của bạn có một đứa bé kháu khỉnh đáng yêu, bạn thấy quý nó vô cùng. Mỗi ngày bạn đều cho một đứa trẻ ăn kẹo. Bạn làm điều đó rất tự nguyện, thường xuyên và vui vẻ. Đứa trẻ ấy cũng có vẻ yêu bạn. Mỗi ngày thấy bạn, nó đều cười tươi và chạy đến nhận kẹo. Rồi một ngày kia, bạn gặp chút mệt mỏi và quên bạn mất, mình đã hết kẹo mà chưa đi mua. Gặp đứa bé trên đường đi làm về, bạn xoa đầu nó và bảo, chú hết kẹo rồi. Bỗng dưng bạn thấy thái độ của nó lập tức thay đổi. Nó thờ ơ, lạnh lùng, gào ầm lên rằng bạn keo kiệt, bạn xấu xa. Hoặc nó đi khắp nơi nói với mọi người rằng bạn không còn tốt với nó nữa. Triết lý viên kẹo có nghĩa là khi bạn cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ sẽ không nghĩ ấy là món quà. Họ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm. Khi bạn không cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt với bạn. Nếu ở trong hoàn cảnh đó, liệu bạn có thể tiếp tục cho đi nữa hay không? Với nhiều người, cho dù bạn có cho họ kẹo mỗi ngày, thì họ cũng chỉ nhớ mỗi một ngày mà bạn đã không cho mà thôi. Bạn là một nhân viên mẫn cán nhất văn phòng, không ngại ôm nhiều việc, chẳng ngại làm thêm giờ. Bạn luôn tâm niệm rằng, chỉ cần công việc tốt lên là được, tính toán thiệt hơn gì, việc ai làm ít, ai làm nhiều làm gì. Bạn không phải là người nhanh nhẹn nhất, nhưng sẽ luôn là người cần mẫn nhất. Bạn không phải là người giỏi nhất, nhưng sẽ là người chăm chỉ nhất. Bất chợt đến một ngày, bạn cảm thấy mình đuối sức, bạn cảm thấy mình cần về nhà sớm và bạn cảm thấy mình cần có người chia sẻ công việc. Sếp dường như trở thành một người khác, đánh giá thấp kỹ năng của bạn, cho rằng những cố gắng của bạn bằng không và phóng đại cả những khuyết điểm của bạn lên nữa chứ. Bạn làm việc hết mình chẳng tính toán thiệt hơn, nhưng sếp bạn có thể lại cho rằng đó là bổn phận trách nhiệm của bạn. Trực ngoài giờ là trách nhiệm của bạn, không để khách hàng nào khiếu nại là trách nhiệm của bạn, hoàn thành công việc sớm là bổn phận bạn cần làm. Đồng nghiệp thì lại cho rằng bạn đang lười biếng, đang buông bỏ, bạn đang đùn đẩy trách nhiệm cho họ, khiến tự nhiên họ phải làm những việc trước đây chẳng phải động tay. Dù bạn có làm 200% sức lực, thì đến hiện tại, điều đó đã trở thành nghĩa vụ mà bạn phải thế. Cho nên khi bạn chỉ làm đủ 100% những việc cần, mọi người cho rằng bạn chưa hoàn thành đủ trách nhiệm. Bài viết của Hứa Minh Đạt nhanh chóng nhận được nhiều bình luận chia sẻ của dân mạng. Trong khi trước đó, cũng có một số nghệ sĩ như Cát Phượng, Nam Thư hay vợ của nghệ sĩ Chí Tài cũng tỏ ra thương xót khi biết tình trạng bệnh tình của Hoài Linh và tin tưởng vào nhân phẩm của danh hài.